Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Duy Lễ đăng trên trang Thông Luận. Giải tỏa đền bù ở Mỹ. Chúng tôi cưới nhau xong thì trở thành Tây đen, người ta Tây trắng, còn mình thì Tây đen vì nợ mà, năm 2003. Chồng láo ngáo mới qua Mỹ, vợ còn đang đi học nên rất nghèo. Vậy mà 2 năm sau cũng mua được căn nhà cũ do mượn ngân hàng, năm 2005. Lần đầu tiên được lên chức chủ nhà, ngày đi làm, chiều về, dồn hết sức cho căn nhà. Cắt cỏ, chặt cây, dọn dẹp. Vì căn nhà bỏ hoang khá lâu nên công việc ngập đầu. Hơn 2 năm sau, khi chuyển nhà cửa đâu vào đó thì một ngày đẹp trời chúng tôi nhận được giấy từ quận thông báo sẽ giải tỏa, lấy đất để mở rộng đường. Họ nói sẽ có người tới đo đạc rồi sẽ thông báo chính thức sẽ lấy bao nhiêu đất, có lấy nhà hay không và giá cả đền bù bao nhiêu. Một cảm giác hụt hẫng, lo sợ, bế tắc vì không biết làm sao. Trong gia đình đã có người bị giải tỏa trong dự án kinh Nhiêu Lộc thời ở Việt Nam, cũng nghe qua về cái vụ Thủ Thiêm, cho nên lo sợ vì không biết tụi tư bản giấy chết này sẽ xử ta ra sao đây. Trong cơn quẫn trí, chợt nhớ ra một người khách hàng, ông này rất rành về luật pháp, nhất là về nhà đất. Thế là đem câu chuyện của mình kể cho ông ta với vẻ mặt đưa đám và nhờ ông ta cho ý kiến. Sau khi nghe mình kể xong thì ông ta mỉm cười và phán một câu, mày thật may mắn. Tôi trợn tròn hai mắt vì ngạc nhiên. Tôi nghĩ chắc tiếng Anh của tôi quá tệ, cho nên ông hiểu chuyện này qua chuyện nọ. Tôi vội vàng chạy ra xe, lấy cái tờ thông báo của quận cho ông ấy coi, rồi nói tiếng Anh. Tiếng Anh tôi quá tệ, nên nhờ ông đọc giúp cái tờ này. Ông lại mỉm cười. Tao hiểu mày nói gì mà. Mày may mắn mà. Quận sẽ đền cho mày số tiền nhiều hơn giá trị của nhà, của đất họ lấy đấy. Mày không phải lo lắng gì hết đâu, cứ đợi họ gửi tờ giấy thứ hai về đi. Khi nhận được tờ giấy đó xong, mày sẽ biết được họ đền bù cho bao nhiêu. Dù cho mày đồng ý với số tiền đó, mày cũng nói không đồng ý, thì họ sẽ tăng tiền lên. Mày nên đồng ý lần này, vì nếu không đồng ý thì phải ra tòa phiền phức lắm, mà cũng chẳng được thêm đâu. Trút được gánh nặng ngàn cân, hai vợ chồng hồi hộp, chờ đợi lá thư từ quận. Và rồi ngày đó cũng đến, họ đưa ra cái giá đền bù, mình rất hài lòng. Trị giá hơn một chiếc xe hơi mới tinh dù chỉ lấy ít đất trước nhà mà thôi. Hai vợ chồng làm đúng bài bản ông khách chỉ dẫn. Mấy tuần sau lại được một lá thư khác từ quận gửi tới. Số tiền lúc đó quá lớn đối với chúng tôi. Nó gần bằng 1/4 trị giá căn nhà mà chúng tôi đã mua mấy năm trước. Từ đó, chúng tôi có vốn làm ăn và trở nên khá giả hơn. Sau khi dự án hoàn thành, họ làm vệ sinh sạch sẽ, làm mới con đường vào nhà. Cảm ơn quận đã giải tỏa và đền bù. Đầu năm nay, chúng tôi lại nhận được lá thư từ quận. Họ lại muốn lấy đất mở rộng đường. Hai vợ chồng không buồn như ngày xưa mà lại vui. Vợ bảo mong sao họ lấy hết đất hết nhà. Cuối cùng, họ chỉ lấy có chút xíu thôi. Chúng tôi vẫn dùng cái bổn cũ soạn lại. Điều đặc biệt là lần nào cũng vậy, ngoài tiền đền bù cho đất ấy mà họ sẽ lấy ấy, họ luôn trả thêm một cái khoản tiền thuê đất. Họ bảo họ có thể đổ ít đất đá hoặc là khi đào bới có thể đất cát sẽ tràn qua phần đất nhà mình. Hôm qua Chủ nhật, chúng tôi nhận được cú điện thoại của nhân viên đền bù. Bà ấy hỏi chúng tôi có muốn bà đem tiền, đem check tới nhà hay không. Chừng một giờ sau thì bà tới tận nhà đưa tiền vui vẻ và niềm nở. Tôi không phải trả bất cứ cái khoản phí nào cho bà cả. Tôi nói đùa muốn gặp bà nhiều lần nữa trong tương lai. Dù chỉ vài ngàn đồng, nhưng cái cách mà nhân viên công vụ làm việc khiến tôi rất vui. Mười mấy năm trước, tôi chỉ là công dân hạng 2, nhưng vẫn được đối xử công bằng như tôi được đối xử ngày hôm nay, đã là một công dân Mỹ. Không cần biết lấy đất lấy nhà của người ta vì mục đích phục vụ cho việc gì, mở đường hay xây nhà thương trường học, nhưng người bị lấy đất lấy nhà phải được đền bù xứng đáng. Đó là nguyên tắc của bọn tư bản dậy chết. Tôi có một mong muốn tột bậc, một ước mơ tột độ, tột đỉnh, là những người dân Thủ Thiêm và nhiều nơi khác trên đất nước Việt Nam được đối xử và đền bù chỉ bằng bọn tư bản dậy chết đối xử với công dân hạng hai của nó thôi, là tôi hạnh phúc lắm rồi. Thưa quý vị, để tiếp nối câu chuyện về việc giải tỏa đền bù, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Thùy Dương đăng trên trang Facebook cá nhân. Đường xa vạn dặm.
Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tiếp xúc cử tri thành phố Thủ Đức. Dân mất đất Thủ Thiêm trong ngóng gặp Chủ tịch nước để giải bày tâm tư nguyện vọng. Nỗi lòng khắc khoải bồn chồn của dân trước một trong những con người nắm giữ vị trí quan trọng của quốc gia như một lễ thường tình. Cán bộ thành phố Thủ Đức cho hay hội trường nhỏ chỉ có sức chứa 200 người, mỗi phường 5 cử tri. Thành phố Thủ Đức mới lập có tới 34 phường, cộng thêm cán bộ là hết 200 ghế. Cử tri tự do không còn chỗ. Vậy sao hội trường nhà thiếu nhi quận 2 cũ lớn hơn thì lại không dùng? Tôi cũng không hiểu cách sắp xếp của chính quyền, bởi tôi có phải là chính quyền đâu. Dân Thủ Thiêm đã tìm mọi cách để được phát biểu, được tiếp xúc cùng với ông Phúc. Giải quyết được hay không thì chưa biết, nhưng rõ ràng là dân mất nhà như kẻ chết đuối, mong vớ được cái bẹp dừa hay mảnh gỗ giữa dòng. Gặp đi, nói lên được cái oan, cái đau đớn đi, rồi quỳ, rồi khóc, rồi cầu xin. Chỉ một lời hứa khả, dân như thắp nên một cái ánh sáng hy vọng lớn lao. Đáp lại là gì? Là hàng rào kỹ thuật, là những người đàn ông mặc thường phục kè sát dân Thủ Thiêm, là những kẻ bịt mặt, trấn lột, áo có in chữ Thủ Thiêm và bản đồ của mấy bà má Thủ Thiêm, là xe cứu thương giăng lối sẵn sàng, là những kẻ canh me chụp giật điện thoại. Trong hội trường ở trong kia đó, dân ngoài này cách nhau đâu có bao xa đâu. Vậy mà vạn lý quan sang cách trở trùng trùng, quan đó dân đây như hai bức tranh đối lập. Khoảng cách xa nhất giữa các tầng lớp không phải là khoảng cách cự ly mà là khoảng cách của tình người. Thôi thì chúc Chủ tịch nước có buổi tiếp xúc cử tri thành công khi không có dịp gặp được những cử tri bần cùng làm bẩn mắt ngài. Chẳng phải lỗi của ai cả, tất cả đều hợp lý. Lỗi là lỗi của số phận thôi ha. Ngày nào mà ông Tổng Trọng còn kiên định xã hội chủ nghĩa, thì anh chị nghĩ rằng là ngày đó dân đen, dân oan mất đất còn khổ dài dài. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.